Hello mấy chị nha. Hello cả nhà. Hello cả nhà thân yêu. Hello cả nhà thân yêu của em ơi. Bên này. Cái máy nó meo. Vô lên chim của em cho em xin nút thả tim mấy chị, cho em cho một lượt chia sẻ với thả cho em nút thả tim đi mấy chị yêu. Cổ đờ ghê. Vô lê chim của em cho em thả thả cho em trái tim chứ, xem em một lần chia sẻ đi mấy chị, một lượt chia sẻ thả cho em trái tim chứ, cho em nút like mấy chị yêu, để lỡ mấy chị có ưng mẫu nào á cái mấy chị comment em á, bị ửng comment á. Vô live stream của em chia sẻ cho em lượt chia sẻ nè mấy chị, cho em một một lượt chia sẻ với một like với một thả cho em trái tim mấy chị, lỡ mấy chị có comment cho em thì không bị ẩn comment đó mấy chị yêu.
Mấy chị ơi, chị nào xem livestream cho em chào em cái mấy chị. Ai đang xem livestream chào em cái mấy chị yêu ơi. Hello, hello, hello mấy chị ơi. Mấy chị đâu hết rồi? Hello, hello mọi người ơi. Sao bữa nay vắng vậy mấy chị yêu em của em ơi? Chắc bữa nay ha, Facebook nó không thông báo nữa rồi đó. Nó không thông báo nữa rồi đó. Nó không thông báo là không có biết, không có biết em like luôn á. Facebook này nó kỳ cục lắm. Tính bích đường làm ăn của em hay sao mà nó không thông báo mà sao khách em biết. Giờ đầu like lên 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 lại lại vậy mấy chị nào có khách đông đông thì em tặng quà ha. Chị nào khách đông đông thì em tặng quà. Bộ này em còn 8 kg đến 10 kg mấy chị. 8 kg đến 10 kg. Bộ 8 kg, bộ 10 kg. Em xe cho mấy chị 49 ngàn. Em xe cho mấy chị 49 ngàn. Bộ 8 kg nhưng bộ 10 kg. Bộ 8 kg nhưng bộ 10 kg em xe 49 ngàn. Để xe 49 ngàn, ghi 49 ngàn. Để quên. Bộ 8 kg mấy chị, nhưng bộ 10 kg em sale 49 ngàn. Trời ơi, quá rẻ luôn mấy chị. Quá đẹp lắm. Đẹp nhất nách. 49 ngàn. Comment cho em mã 1 nha. Mã 1. Mã 1, 8 kg tới 10 kg 49 ngàn. Mã 1 49 ngàn, bộ 8 kg, bộ 10 kg. Bộ 8 kg, bộ 10 kg. Mã số 1, mã số 2. Mã số 2. Mã số 2 này bộ 8 9 kg với bộ 11 kg. Mã số 2. Mã số 2 bộ 8 kg với bộ 11 kg. Bộ 8 kg với bộ 11 kg. Mã số 2 thun cô tông co giãn 4 chiều ơi mấy chị. Thun cô tông co giãn 4 chiều. Mã số 2. Mã số 2. Mã số 2 sale mấy chị 49 ngàn luôn. Mã số 2 sale mấy chị 49 ngàn luôn. Mã số 3. Mã số 3. Mã số 3 bộ 8 kg nhưng bộ 13 kg. Sale mấy chị 59 ngàn. Mã số 3. Mã số 3 một bộ 8 kg nhưng bộ 14-15 kg. Mã số 3 bộ 8 kg với bộ 14 13 14 15 kg, nói chung là 14 15 kg mấy chị. Số 5 á, em còn số 5 á. Bé nào gầy gầy 16 kg mang được luôn nha. Mã số 3 59.000. 89.000 giờ bán 59.000 mấy chị, ao bao nhiêu giá luôn. Mã số 3 59.000. Mã số 3 59.000.
Mã số 4. Mã số 4 em sale 59.000 luôn. Mã số 4 em còn 8 kg. Em còn 8 kg. Mã số 4 này em còn 8 kg nè, một bộ 8 kg nè. Em sale 59.000 luôn. Một bộ 8 kg. Một bộ 20 kg. Bộ 22 kg. Cái bộ này size to á mấy chị. Bộ này size to á. Sale 59.000 luôn. Còn 6, 7, 8 nữa mấy chị. 3, 6, 7, 8. Size 3, 6, 7, 8. Size 3, 6, 7, 8. Số 3 là tầm. Số 3 này tầm 10 kg thôi mấy chị. Ơ này em còn số 1. Chứ không phải số 3, số 1. Số 1 này tầm 8 kg. Số 6 tầm 14 kg mấy chị. Cái phơm này nó hơi nhỏ. Cái phơm này nó hơi nhỏ. Số 6 tầm 10, số 6 tầm 14 kg. Số 7 tầm 10, 16 kg. Số 8 là tầm 20 kg đổ xuống mấy chị. 20 kg đổ xuống thôi. Em sale 59.000 luôn. 59.000 cầm bên kia em mã số 4. Mã số 4 59.000. Mã số 4 59.000. Nhất đắt cho mã số 4 59.000. Mã số 4 em có size từ 8 kg cho tới 20 kg. 8 kg tới 20 kg em sale 59.000. Vải đẹp lắm mấy chị. Vải đẹp lắm. Mã số 4. Mã số 4 này em sale 59.000. 59.000 từ 8 kg tới 20 kg nha. Tới 20 kg. Còn bé nó hơi gầy gầy là 22 kg luôn á. Bé nào gầy gầy là 22 kg luôn á mấy chị. Số 5, số 4, số 6. Số 5, số 4, số 9. Bộ này em còn số 5, số 4, số 9 nè. Bộ này em còn số 4, số 5, số 9. Đây, số 4, số 5, số 9. Phơm này phơm to lắm, số 9 này hơi bị to luôn á. Bộ này em sale 59.000 luôn. Sale 59.000 luôn mấy chị. Bộ này số 9 phơm cũng to lắm. Sale 59.000, sale đầu like 59.000 luôn. 59.000 luôn, em còn số 4, số 5, số 9. Số 4, số 5, số 9, cái phơm này số 5, số 9 to lắm. Comment cho em mã số 5. Số 4, số 5, số 9 mấy chị. Bộ này còn số 4, số 5, số 9 à. Sale 59.000 luôn. Số 9 này phơm to lắm nha. Số 9 này phơm chắc bằng số 10 của người ta. Comment cho em mã số 5. Mã số 5 kèm số ký hoặc là mã số 5 kèm kèm cái size cho em. Cái này bộ này em còn bộ 8 kg nhưng bộ 10. Bộ 8, bộ 10 kg như vậy. Bộ 8 kg, bộ 10 kg, em sale 49.000 luôn. Em sale 49.000 luôn mấy chị. Bộ 8 kg, bộ 10 kg. Bộ 8 kg, bộ 10 kg, em sale 49.000. Comment cho em mã số 6. Comment cho em số 6 mấy chị ơi. Cái này em có bộ số 6 với bộ số 7. Số 6 với bộ số 7 mấy chị. Em sale 59.000 luôn. Bộ số 6 với bộ số 7 dễ thương lắm. Sale 59.000. Bộ số 6 với bộ số 7 nha. Số 6 là tầm 18, số 7 là tầm 20. 18 tới 20 kg. 18 tới 20 kg. Em sale 59.000 luôn. Mấy bộ này là còn lẻ size không á. Sale 59.000 luôn. Sale 59.000. Còn bên cho em mã số 7. Đầm body em còn cái size số 9.
Xe số 9 này là tầm 22-24 cái măng dừa mấy chị. Nói chung là từ 20, nói chung là cái đầm này tại body nó ôm từ 20kg cho tới 26kg là măng dừa. Từ 20kg cho tới 26kg măng dừa. Em sale cho mấy chị cái đầm này 59 luôn. Em sale cho mấy chị 59 ngàn luôn. Không, cái đầm này còn có một cái xe băm xe số 9 thôi. Xe số 9 là tầm 20kg cho tới 26kg. Tại đầm này đầm body nên bạn ôm lắm, từ từ số 6, từ 20kg cho tới 26kg là măng dừa. Sale 69 ngàn luôn. Sale 69 ngàn luôn á. Cái đầm đầm ra mặt sau có 69 ngàn. Còn có một cái nên theo rẻ. Như thế này em còn bộ xe số 14 mấy chị. Em còn bộ xe số 14 nè. Còn bộ xe số 14 xe 79 nha. Số 14 này tầm 35-37kg nha. Tầm 35-37kg. Tầm 35-37kg mấy chị. Em xe 14 bộ, cái này là xe 14 tầm 35-37kg. Em xe 79 ngàn luôn. Xe 79 ngàn. Còn có một bộ nên xe 79 ngàn chứ nha. Chứ bộ này bữa bán 99 ngàn. Bộ này bữa bán 99 ngàn. Bữa nay còn bộ xe số 20 giá là còn 79 ngàn. 79 ngàn xây 35-37kg. Xây 35-37kg mấy chị. Xây 14 xây 79 ngàn. Rẻ xình rồi đó mấy chị ơi. 79 ngàn hốt đi. Xuống 20 giá rồi đó. Bộ này xây 79 ngàn luôn. 30-32kg sale 79 ngàn luôn. Còn một bộ sale 79 ngàn. 30-32kg sale 79 ngàn. 79 ngàn luôn. 79 ngàn mấy chị yêu ơi. Em còn cái size số 6 tầm 15kg, tầm 15-16kg mấy chị. Bé nào gầy gầy là 18kg, còn bé nào ốm ốm là 15-16kg. Em xem mấy chị 19.000. 19.000 cái áo đẹp lắm nha. Tại còn có một nên em xem 19.000. 19.000 size 15-16kg, mang thoải mái. 15-16kg là thoải mái rồi nha. Mấy chị có con có cháu gì mấy chị mua, mấy chị có 19.000. Không ai nghĩ mấy chị mua 19.000 đâu. 19.000. Dạ. 19.000. Bộ này size số 1 em còn một bộ 8kg. Em xem mấy chị 49.000. Size số 1 8kg em xem mấy chị 49.000. 49.000 size số 1 49.000. Xe số 1 49 ngàn. Cái bộ này em sale có 79 ngàn. Không ủng hộ em luôn mấy chị. Xe 14 nè. Xe 14 nè. Em sale có 79 ngàn nè. Bữa em bán 99 ngàn. Giờ em còn có một bộ xe số 14 nè. Đẹp lắm. 79 ngàn thôi. Em sale 79 ngàn thôi mấy chị yêu. Đẹp lắm hà. Còn có một bộ cuối cùng luôn á. Còn bộ cuối cùng size 14 á. Em mới sale 79 ngàn á. Cái sọc này, sọc màu cam này nhìn đẹp lắm. 79 ngàn mấy chị yêu. Size tới 35-37kg là nha. Size 14 á, 35-37kg là nha. Em sale 79 ngàn á. Dễ xinh luôn. Ok chị Ngọc nha. Rồi em sale rẻ xình luôn đó. Có lại còn có một bộ một luôn á chị yêu. Cảm ơn chị yêu nha. Cảm ơn chị yêu nha. Mấy chị em có
em có mấy quần này em tặng đầu like cho mấy chị nè, mấy chị nào lấy, mấy chị nào bán hồi bán 9.000 đi cho vui mấy chị. Quần ống rộng nè, quần ống rộng mấy chị, quần này là size L, quần này size từ 65kg đổ xuống mang vừa mấy chị, 65kg đổ xuống mang vừa. Mà mấy chị nào hơi cao thì bạn nó sẽ chín tắt nha, còn mấy chị nào mà được bình thường thì thôi em bán, em giống như bán như tặng mấy chị 9k. Em có 3 cái thôi nha, mấy chị nào nhanh tay thì được nha, 9k quần ống rộng nha mấy chị. Về mấy chị bận thêm cái áo mà hơi lớp tết ở trên, hay là áo khum dài cũng được, cái này dễ bận lắm. Mốt của bây giờ á, 9k thôi mấy chị yêu, 9k thôi. Phơm này 65kg đổ xuống mang vừa, phơm này 65kg đổ xuống mang vừa mấy chị, 9k, 9.000 đồng nha mấy chị, 9.000 đồng. Về mấy chị bận cái gì cũng được nha, về mấy chị bận cái gì cũng được nha, 9k mấy chị. Em có 3 cái thôi, mấy chị nào nhanh tay thì được nha, 9k là chị yêu, 9k phơm 65kg đổ xuống mang vừa. Cái này là phi size, phơm 65 đổ xuống mang vừa phi size chị yêu. Chị cô Út Bật Liêu, ok chị, em có 3 cái thôi, chị nào nhanh tay thì được giúp em ha. Dạ chị Ngọc 9k. Ok chị Ngọc cái ha, chị cô Út Bật Liêu một cái. Giống như kiểu vừa bán vừa tặng vậy mấy chị. Rồi ok, cố bật lên một cái. Chín ca. Chị ăn nguyên một cái. Ok chị. Bán cho có ca ca 9k, 3k, 7k rồi cho vui. Số 9 là số vui á. Số 9 là số vui nha. Đây cái bộ này em bán, em bán có size số 1. Có một bộ size 8kg với một bộ size 14kg nè. Em bán có 5, em xả có 59.000 nè mấy chị, hốt đi mấy chị. Này chị ăn nguyên mấy bộ này đẹp muốn chết nè, xả có 59.000 nè bà không mua cho con bà. Dễ thương nè. Bộ 8kg với một bộ 13 14kg nè. Có 59.000 nè, xả có 59.000 nè, rẻ xình nè, hốt một bộ đi. Có 59.000 mấy chị. Bằng tô phở đặc biệt xong, mình ăn xong hết, mua cho con, có con có đồ đẹp bằng mấy chị. Chọn nhọt. Dạ nè em lấy chị bộ số 5 này nha. Cái phơm này số 5 là 13-14kg mang dừa nha. Cái này là áo rộng á. Hình như áo bữa chị có mua rồi mà. Áo bữa 9k đó, lấy cái áo 9k đó bằng với quần này được mà. Nè cái bộ số 5 nè, thí dụ như về nó bận hơi rộng thì mình đi dần, nhưng mà em nghĩ không rộng đâu chắc vừa á. Ok cho em nguyên nha, cái bộ này xả có 59.000 là đẹp rồi, đẹp nhất đất rồi. Ok cho em nguyên nè. Sao bên em có đèn phù lùi rồi mình, mấy chị nó có làm sao không, bên em có đèn phù lùi mấy chị. Đây cái nè đây em bán áo sơ mi nè mấy chị. Áo sơ mi này nằm mà 55kg độ xuống, 55-56kg độ xuống mang vừa nha. 55-56kg độ xuống mang vừa. 55kg-56kg độ xuống, độ mang xuống mang vừa mấy chị. Sơ mi đẹp lắm. Nói chung là vải này nó cũng được. Gọi đẹp nhất nách thì nó không đẹp nhất nách, nhưng mà theo em nhà cảm nhận này, cái áo này là ok, bạn cũng ok. Bữa nay em bán cho mấy chị 79.000 áo, 79.000 nha, 79.000 áo sơ mi. Dễ thương cực kỳ luôn, 79.000 thôi mấy chị. Áo này bữa hỏi em bán tới 99 đó, 89 gì đó, bữa nay em bán 79.000 nha. 55-56kg đổ xuống mang dừa nha. Sơ mi này, sơ mi phi size mấy chị, em bận dừa. Nè nó có màu này màu da, kêu này màu da giùm em nha. Em có nhiều màu lắm, để em lên cho. Màu da, màu xanh. Nó 79.000 nha.
79.000 cái. Màu xanh, màu đỏ, nói chung là quả cũng về mấy chị giặt nước nó cũng mềm mịn lắm chị, màu đỏ. Bạn thử hả? Ok, con tê tê gam bạn thử cho. Em là không thích màu đỏ đâu, tại em lỡ em cầm màu đỏ em bận màu đỏ. Em là tín đồ của màu xanh đó mấy chị, em là tín đồ của màu xanh nha. Đây em 54 kg, em 54 kg mà bận nó hơi rộng rãi tí xíu thì này năm em bán 55 kg thôi nha, em bán 55 kg thôi. Xưởng nó kia em bán tới 57 kg đó mà em bán 55 thôi. Xưởng nó kia em bán 57 kg mà thôi, em bán 55 kg mấy chị nè, áo sơ mi nè. Quất thêm cái quần trắng là quần trắng em này, quần trắng này em cũng có bán nha. Quần trắng này em bán 59.000 cái nha. Quần trắng này em bán 59.000 cái nha. Áo nè, áo 79. 79 với 59 có 130 cái nè, đây 130 bộ mấy chị, bạn được rồi đó, 130 bộ. Bạn đi chơi cà phê vô tư. Em mà bạn hơi xấu nha. Còn nhiều khi mấy chị tướng cao hơn em xíu thì bạn chắc nghĩ đẹp hơn em. Tại em hơi hơi lùn, hơi hơi thiếu chiều cao xíu. 79.000 áo mấy chị. Hồi trước em bán tới 89, bên em xả còn em giảm còn có 79 đó. Mấy chị lấy màu nào comment cho em nha. Em đang bận là màu đỏ, màu xanh, màu da. Nói em có 3 màu, thích màu nào comment màu đó cho em. 55 57 kg số. 55 kg thôi, chị nào cao hoặc cao giống như ốm ốm cao cao thì 57. Còn thôi 55 mà được rồi. 55 là ok. Bộ này em cũng còn số 4, số 5, số 6 này em sale 59.000 nè. Bộ này dễ thương lắm, em sale 59.000 nè. Quần jean dài hả? Quần jean dài để cắt trong sâu lắm rồi. Chứ quần jean dài hình như không còn size của em, còn size nhỏ nhỏ rồi à, em bận vừa nữa. Còn size nhỏ nhỏ thì còn. Để bữa nào đi, bữa nào em like đồ người lớn đi rồi, rồi em thử luôn. Giờ em để đâu em không, chưa có soạn á, cho nên nó nằm đồ nhiều quá, nằm lung tung á. Đây bộ này em sale 59.000 luôn rồi mấy chị. Em còn size số 4, số 5, số 9. Số 4, số 5, số 9 từ 13 kg cho tới 20, 27, 28 kg. 27, 28 kg mấy chị. Dễ thương lắm cái bộ này. Có 59.000 thôi, vải cực kỳ má mịn, mịn đẹp lắm, cái vải đẹp lắm luôn á, mịn á. Sale 59.000. 59.000. Mấy bộ này bạn nhà là tuyệt vời mặt trời mấy chị. Có quần dài mà để bữa nào đi. Đây bữa nay em lên cái bộ này nè. Cái quần đùi nữa chị dễ thương không? Cái quần đùi. Cái áo có tay, áo có tay mà làm theo kiểu mấy chị nè, tay lưới á mấy chị, làm theo kiểu giống như kiểu Quảng Châu á, làm tay lưới mà kiểu Quảng Châu mấy chị, đẹp lắm. Vải cũng đẹp nữa, hàng của KK này, hàng này siêu thị á mấy chị, hàng 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 của Aeon á, ở trong đó nó bán 169.000 một bộ nè, bán 169.000 bộ mấy chị, còn giá luôn á. Em bán cái bộ này cho mấy chị 89.000 nha, 89.000 xây đại, 89.000 xe đại, em đang cầm xe đại đó mấy chị. Mấy chị có tin nổi là bán 89.000 xe đại không? Xe đại 89.000 nha. Em có xe em đang cầm là xe số 9. Em đang cầm là xe số 9. Số 9 cho tới số 13. Nói chung là em có tới số 9 cho tới số 13 nha. Thích comment cho em. 89
em ôm được số lượng cho nên em bán cái giá này đang cho mau đi hàng nha mấy chị, chứ không ai bán 89 ngàn đâu. Mấy cái mẫu này là em ôm được số lượng á, em bán 89 ngàn mấy chị đi. Một cái bộ đồ gì người ta phối thêm cái tay lưới gì nữa, mấy chị nghĩ đi rồi sao bán được cái giá 89 ngàn. Em ôm được số lượng cho nên em bán cái giá gì cho nó đi hàng á mấy chị. 89 ngàn bộ đồ dễ cưng không mấy chị? Phối tay lưới nha, cái lưới này phối không bao nhiêu à, bao nhiêu tiền tiền cái lưới này mấy chị? Bạn bụi lắm, bạn cái này bụi như Quảng Châu. Đây là hàng của Việt Nam mình á, xưởng của Việt Nam mình à, mai cho bỏ vô trong Ion nó mấy chị, mà đẹp lắm. Mà em ôm được số lượng cho nên mới bán 89 ngàn thôi, chứ không ai bán 89 ngàn đâu. Comment cho em số ký nha, còn không mấy chị mua sai rồi mấy chị comment sai lên cho em nha. 89 ngàn đẹp lắm, cái màu đỏ đỏ này nó kêu bằng đỏ đỏ đô đó gì á, sẽ có được ba màu đỏ phải không chị? Màu đỏ, cái này màu đỏ, màu đỏ mà đỏ đỏ nó không có đỏ của nó không có đỏ tươi, cái đỏ này giống như nó đô vậy đó, đẹp lắm. Số 13 ha, lấy cho chị số 13 ha. Em ôm được số lượng cho nên em bán 89 ngàn thôi, chứ mấy chị nghĩ đi, tiền công tiền vải tiền người ta phối cái lưới vậy nè, mai y như Quảng Châu, mấy chị nghĩ đi là sao mà bán được 69 ngàn, ô 89 ngàn. Có em ôm được số lượng em bán 89 ngàn thôi mấy chị. Đây nó còn giá, còn tem, còn mạt, còn đầy đủ mà. Ok, cô Út Bật Liêu nè. Không, mấy chị tin em đi, mấy chị mua này về cho bé con mình tặng đi. Y nó mai y như Quảng Châu luôn, mà cái giá thì nó quá trời rẻ luôn, cái giá nó nhức nách luôn á. Cái giá không thể nào còn rẻ hơn nữa được đâu mấy chị. Em có từ size số 9 á. Nó mai phơm dán rồi kiểu cọ rồi lưới phối rồi nói chị y như Quảng Châu, không có khác cái gì hết trơn. Đẹp lắm. Mẫu này mẫu mới về á. Thanh Kiều của Út Bạc Liêu nha. Bạn Nguyên mới đâu có tèo ta, cái áo có cái áo phát này nó lẻ ra, áo phát số 4 nè. Nó lẻ ra số 4 cho bé nhỏ nè, cho bé con phải được nè. Bà nó mất tiêu rồi, kêu lấy bán cho bà 69 ngàn cái áo phát này thôi, bà đâu mất rồi. Để đi chút bà vô, kêu bà mua. Đây em có xay từ 14 kg, 13-14 kg mấy chị. Có xay từ 13-14 kg. Có hai túi nha. Có hai cái túi luôn. Có hai cái túi luôn. Cái này em ôm nguyên lô siêu thị với mấy chị. Nên mới có cái giá vậy nè mấy chị. Bữa nay em ôm nguyên lô là toàn là hàng của Kaka của siêu thị Aeon thôi. Áo ba lỗ. Dễ thương không? Cái áo ba lỗ dễ thương không? Vải mịn lắm, vải mịn màng lắm mấy chị. Đẹp lắm. Em có xay từ 10 số 4 nè, xay từ 12-13 kg nè mấy chị. Cho tới 40 kg. Tới xay số 14 á, tới xay số 14 á. Em bán cho mấy chị bộ này xay nhí 79, xay đại 89 mấy chị. Xay đại 89 luôn. Xay đại dạng 89 mấy chị. Trời không ai bán mấy chị cái vải này mà xay đại này mà 89 đâu. Cái bộ này nè, cái giá của nó là 189 ngàn. 189 ngàn cái giá của nó. Nó còn mắc hơn cái bộ đỏ nãy luôn á. Tại mắc là cái gì không? In á, nó in tọt, in áo nè.
phải đẹp lắm, 89.000 một cái xe nhí, còn xe đạp 79.000 xe nhí, xe đại 89.000. Cái này mua về mà cho mấy bé mà bạn hè, bạn bạn trời nóng ở chỗ mát chợ địa luôn mấy chị. Có 89.000 đạp bộ xe đại thôi. 89.000 là rẻ bèo nghèo luôn mấy chị, thiệt luôn á. Rẻ bèo nghèo luôn á. Cái màu xanh đẹp lắm, cái màu xanh nhìn đẹp á, màu xanh nhìn tươi tắn. Mấy chị nào giờ chưa có màu đó thì mấy chị lấy một màu đó bỏ trong tủ quần áo con mình đi, cho nó có đủ màu sắc mấy chị, cho nó có đủ màu sắc ha, cho nó có đủ màu sắc ha. Đây bữa nay em xả, em có cái này em còn 3 bộ nha. Em còn 3 bộ. Em còn 3 bộ sen L. Pyjama này nè đẹp lắm. Lụa măng rồn, em còn 3 bộ. Em còn 3 bộ sen L là size 40 kg. Em còn 3 bộ sen L là size 40 kg nha. Đây, sen L là size 40 kg. Em sale cho mấy chị 80 ha. Bộ này 79 ha. Bữa nay em sale cho mấy chị 59.000 bộ này luôn. Em sale cho mấy chị 59.000 bộ này luôn. Rồi. 59.000 luôn. Em còn hai màu, em còn màu da. Size này là 40 kg đổ xuống. Size này size 40 kg nha mấy chị. Bé nào cao thì 42 kg nha. Bé nào tròn tròn thì 40 38 kg mang vừa nha. Em sale cho mấy chị 59.000 bộ này. Mấy chị nhận về mà cái vải nó không phải lụa măng rồn, mấy chị gửi lại cho em. Nó mềm, nó mịn mà nó đã lắm luôn. Em bận dừa, em bận dừa em cũng lấy em bận. Em bận dừa là em cũng lấy em bận nữa. Em có hai màu, màu da với màu bơ. Em có hai màu, em có màu da với màu bơ. Em sale bữa nay 59.000 bộ luôn á. Em còn màu da với màu bơ, size 40 kg. Size 40 kg, lụa này đẹp lắm, lụa măng rồn đẹp lắm mấy chị. Lụa măng rồ nha, đẹp lắm. Mấy chị có bận hàng Bioma mấy chị biết lại lụa măng rồ, đẹp lắm. Đây. Em có hai màu, size 40 kg, còn size L này 40 kg mấy chị. 40 kg. Em còn màu bơ với màu da. Em xem mấy chị 59.000. 59.000 màu bơ với màu da 59.000 mấy chị, size 40 kg nha. Bữa hỏi em bán 79.000 nha. Cái bộ này em bán 79.000, bữa nay em sale 59.000 luôn. Em giảm 20 giá là em lỗ á. Tại em còn có 3 bộ, em còn có 3 bộ. Xem bộ lụa 59. Nè, bộ lụa em đang lên nè chị yêu. Em có hai màu, màu da với màu da với màu bơ nè, 59.000 nè. Lụa măng rồ nha, cái này lụa măng rồ á chị Ngọc. Sen L này size 40 kg á, bé nào tròn tròn thì 38 37 kg. Còn bé nào hơi cao cao thì 40 kg. Nói chung là đây. Bạn thoải mái đẹp lắm, vải mát rượi luôn. Em còn màu da với màu bơ nè chị Ngọc. Có 59.000 à. Lấy cho em hốt hai bộ luôn đi chị Ngọc. Trời ơi, sale 20 giá là xuất cái quần rồi đó chị yêu. Sale 20 giá là em lỗ trong đây mấy ngàn bộ á. Em còn hai màu nè, hốt cho em đi. Em còn hai màu đó, màu da với màu bơ. Có 59.000 mà lụa măng gồ nó mới thiệt với chị, không đi đâu mua được. Cái đó mới thiệt với chị luôn á. 59.000 thôi. Màu bơ cũng đẹp, màu da cũng đẹp đó chị Ngọc. Màu bơ màu da đẹp lắm. Sale có 59.000 bộ này mà ủng hộ bé mấy chị yêu. Đẹp giả mang luôn. Em còn hai bộ bơ với bộ da nè. Em còn hai bộ bơ với bộ da. Em còn hai bộ bơ với bộ da. Ủng hộ bé đi. Ủng hộ bé bự đi. Có 59.000 thôi. 59.000 là em lỗ rồi đó. Tại giờ nó còn có 3 bộ á. Còn có 3 bộ à, hai bộ màu bơ với bộ màu da, hai bộ màu bơ với bộ màu da. Mà đều còn size L hết, còn size 40 kg hết. Mỗi người yêu thương em cái ủng hộ em bộ cái hết rồi. Mỗi người yêu thương em cái bỏ ra bộ cái là hết rồi. Mỗi yêu thương em cái bỏ ra mỗi người mua bộ cái em hết trơn. Thấy thương không? Còn màu bơ với màu da là chị Ngọc, lấy màu nào thì ok giúp em ha, lấy màu nào thì comment cho em. Còn hai màu đẹp lắm. Màu bơ cũng đẹp và màu da cũng đẹp. Hốt hai bộ luôn đi chiêu. Hốt hai bộ màu bơ với màu da luôn. Màu bơ với màu da đẹp lắm, hốt hai bộ luôn đi. Có 59.000 bộ à. Là em bán giờ em xả ra làm lỗ á.
59.000 mấy chị yêu, xay 40 kg, 59.000 xay 40 kg. Cái áo này áo khoác này mấy chị, em còn lẻ một cái xay số 4 tầm 12-13 kg, tầm 13 kg, 13-14 kg, nói chung là từ 12-14 kg mấy chị. 12 kg là bé nào phải tròn dữ lắm luôn, mới 12 kg. Em bán cho mấy chị 69.000, vừa nơi 49.000 là tụt của quần luôn, 69.000 là lỗ rồi đó, 69.000 là lỗ rồi đó, lỗ 10.000 rồi đó. Đây em bán 69.000 cái này luôn nè, áo khoác thể thao dễ thương lắm. Tại có một cái số 4 nè, em sale cho mấy chị 69.000 á. Mấy chị nào có bé cỡ 13 kg thì lấy giúp em ủng hộ em nha. 69.000. 69.000. Mạng của chị bị cứng không xem được gì hả chị? Kỳ ta. Mạng của chị hả? Mấy chị xem em được không? Mấy chị yêu có xem em được không? Cái mạng của em có bị đứng không vậy mấy chị? Cái mạng của em có bị đứng không? Xem được chưa chị Ngọc ơi? Chị Ngọc ơi, xem được chưa? Mạng bên em xem vẫn bình thường á. Kỳ ta. Nó bị gì hả mấy chị? Máy bên em xem cũng bình thường mà. Xem được chưa chị Ngọc ơi? Này giải đã lắm mấy chị, giải nó kiểu nó dày, nó không dày, nó mỏng không mỏng, bạn dễ thương lắm luôn á, thiệt bạn dễ thương lắm. Bạn ngủ bạn đi đâu cũng được nè. Size số 11 mà nó, đây con này size số mấy vậy? Đây em đang cầm là size số 11 nữa chị, size số 11 mở to nè. Cái bộ này là size số 16 em bạn vừa nha, size số 16 em bạn vừa, nó có bo ở dưới nè, có bo dưới chân nè, dễ thương lắm. Bộ này bạn ngủ cũng được, hay bạn vòng vòng nhà trời lạnh mang cũng được nha, nó có bo dưới chân nè, dễ thương, không quá dày mà cũng không có đến nổi, nói chung là cũng đẹp lắm. Vải nó mịn mịn, nhũng mịn mịn, đẹp dễ thương lắm bạn, rất dễ thương. Bữa hôm em tính lấy cái bộ size 16 em bận đó mà em mập quá. Cái bộ này em, bộ này 99.000, bữa nay em size cho mấy chị 79.000 bộ này, 79.000 size đại. Em có size từ số 11, em có size từ số 11 với chị nè, bo nè, bo dưới nha, bo chân nha. Em xem mấy chị bộ này 79.000 nha. Là bộ này em lỗ mấy ngàn á. Lỗ mấy ngàn á. Chị Ngọc chưa xem được luôn hả? Buồn giờ. Buồn giờ chị. Em xem bộ này 79.000 luôn. Xây từ 11. Xây từ 11 tới 16 mấy chị. Xây từ 11 tới 16 em xem 79.000. Dễ thương lắm, bộ này bạn dễ thương lắm. Không lẽ gì em đi thay nữa thì kỳ chứ. Thay nữa là ngựa ngẫm quá. Bộ này em sale 79.000 nha. 79.000 là bộ này em lỗ mấy triệu. Nói thiệt á. 79.000. Cam, bộ cam 79.000. Bộ cam 79.000. Mấy chị đang xem online, mấy chị có thấy xem bình thường không dạ? Cái like của em like mấy chị coi bình thường không vậy? Nó có bị giật hay bị gì không mấy chị yêu? Mấy chị comment cho em ơi. Nó có bị giật hay bị gì không? Không thích bộ cam đó, bạn lấy bộ cam này. Bộ cam này cũng đẹp nha. Cam đó cũng đẹp mà cam này cũng đẹp. Cam này thì ống rộng. Cam đó thì ống bo mà ống. Cam này thì ống rộng. Đây, cam này cái áo này dễ thương lắm. Cái áo nó lớp tớp dễ thương lắm. Size này em có size từ số 10 nè mấy chị. Số 10 là tầm 26 kg á, dễ thương lắm. Cái bộ này em sale 99.000 nè. À vậy hả? Vậy chắc mạng bên chị Ngọc bị yếu quá. Cái áo lớp tớp. Cái này làm mấy bé mà hơi tròn tròn bạn dễ thương lắm, tại vì cái áo nó hơi vừa tới lưng quần á, còn quần ống rộng nè, dễ thương không? Cái số 10 em đang cầm là khoảng chừng 26 kg, số 10 em đang cầm là khoảng chừng 26 kg, dễ thương lắm. Số 10 này khoảng chừng 24-26 kg, có tới size tới 15 luôn nha, tới size số 15,
em có size tới 15. Bạn dễ thương lắm luôn á, thiệt luôn á. Để em ráng em ốm chút xíu cái em trường mấy bộ đồ vô bạn đẹp cho mấy chị xem. Mập quá bạn không không mình em mập quá, với mập quá cũng bạn vừa cái size lớn của cái này nữa. Đây dễ thương lắm. Bữa nay em xả bộ này cho mấy chị trên 89.000. Bữa nay em xả cho mấy chị bộ này 89.000 nha. Em bán hả 109. Hình như bữa 109 mà em làm giá 109 mỗi cuộc em bán có 99 nè. Giờ em bán luôn cho mấy chị 89.000 là lỗ luôn á. Bán lỗ luôn. Bán lỗ luôn. Bộ này dễ cưng lắm, bộ cam này dễ cưng lắm. Ống rộng bạn dễ cưng. À ha, bữa hổm chị Thúy hỏi mấy bộ này rồi không nhớ ấy cho chị hết à. Like cho chị xem. Dấu rất cắt viết rồi em. Bữa nay em xả 89.000 thôi nha. Không mua là ngày mai em bán là giá cũ á. Em không bán 89.000 đâu. Tại vì em bán đồ mới của em mà em bán em lỗ mà. Em bán đâu có lời đâu. Lỗ, bộ đó là nguyên ghi mới về của em luôn á. Nguyên ghi mới về em bán con bộ á. Bán 79 là lỗ tụt quần á. Mấy cái bộ kia 79 á là em thanh lý, em thanh lý á nguyên lô. Số lượng nó nhiều, nó có số lượng cho nên em bán 79 cho nó chạy số lượng thôi. Còn này có ghi hả? Bán 79 là lỗ, bán 79 lỗ tế xương luôn. Em bán 89 là đó không có lời đó. Em bán 89 là em nói thiệt luôn, em bán 89 là không có lời luôn đó. Mấy chị không có thấy bộ quần ống rộng nào à, bộ quần ống rộng ở lớp tớp nào không à. Để mấy chị đi hết Facebook luôn. Em bao mấy chị luôn rồi, bán 89.000. 99.000 còn chưa có. Bây giờ lên Facebook ta bán còn mấy cái bộ đồ quần ngố đây mà còn 99.000 xây nhí mà còn 99.000 nó chi. Bộ này xây đại mà quần ống rộng nữa mà xây đại nữa mà em bán nhiều có 89.000 mấy chị. Xây đại mà quần ống rộng nữa mà áo lớp tớp nữa bán có 89.000. Quá rẻ rồi. Không tội nghiệp người ta à. Hôm qua em đang xả, hôm qua tự nhiên em đang like tự nhiên bị tắt máy mấy chị, tự nhiên bị tắt máy luôn á, tự nhiên đang like ngon lành luôn á, tự nhiên bị like ngon lành luôn, tắt máy luôn á, vui dễ sợ luôn, tự nhiên đang like ngon lành bị tắt máy, bị mạng yếu hay sao á, bị văng ra. Bộ này em có size 26kg nè. 26kg, nói chung là từ số 9 cho tới số 12 nè. Số 9 tới số 12 nè. Bộ này em sale 79.000 nè. Bộ này cũng em mới về luôn. Bộ này em cũng lấy mới về luôn nè. Em sale 79.000 luôn nè. Size đại nè, 79.000 luôn nè. Nè em làm giá nè, 89.000 nè. Mà em bán 79.000. Size này 9, 10, 11, 12 nha. Em có 9, 10, 11, 12 em sale với chị 79.000. Em xem với chị 79.000 hàng mới của em nha, không phải là hàng còn bộ nha, hàng mới nha. Đây 79.000. Dễ thương lắm, vải đẹp lắm. In hình, in chữ rồi mà có 79.000 bộ mấy chị. Em còn xem 11, 12 nha. Em còn xem 11, 12 nha. 79.000. Mấy bộ này mấy chị đâu không có là ai bán cho mấy chị 79.000 đâu, có thiệt. Nhiều khi em bán mà nhiều khi em thấy em bán em giống khùng khùng vậy. Nhiều khi em đi mua sỉ, em lấy sỉ còn chưa có giá vậy. 79.000 mấy cái này nữa đó mấy chị. Thiệt à. Đây bộ này bán cho mấy chị 79.000 luôn nè. Lúc đầu hình như em bán 99.000 á. Bữa em bán 99.000 cho chị. Bán 99.000 đâu, giờ em bán 79.000 nè. Ủng hộ bé đi, 79.000. Uma, chú Uma dễ thương lắm, màu này màu sen dễ thương lắm. Đây 79.000. Dễ thương mấy chị. Em này em có size từ 9 tới số 12 á. Dễ thương lắm, 79.000.
79.000 mấy chị không? 79.000. Quá trời đẹp, quá trời dễ thương rồi. Quá trời đẹp, quá trời dễ thương rồi. Quá trời đẹp, quá trời dễ thương rồi. Bộ này có 79.000, quá trời đẹp mấy chị. Mấy bộ này đẹp muốn chết rồi. Nguyên bác có con 32kg thì bác không mua ta. Chị Nguyên ơi, đây em có cái áo khoác này bán cho bà nè, 69.000 nè, 69.000 nè, còn xây 10, em có con xây một của bé 14kg nè, 69.000 nè. Vải đẹp lắm, vải này vậy nói chung là dày dặn đẹp lắm, bằng thể thao dày dặn đẹp lắm, săn tia của nó hả, bằng là bằng mũ luôn á nè, tia là bằng mũ luôn, dễ thương lắm. Này có con cái một nè, xây cho chị, có con cái không có quần, cái này không có quần á, có con cái một nè, em xây cho chị 69.000 nè. Đẹp lắm nha, bảo đảm cái này đẹp, bảo đảm cái áo khoác này đẹp lắm. Lựa đồ ngon, đồ bổ, đồ rẻ không đó mà không ủng hộ hà, mà không ủng hộ đằng nhỏ hà. Đây bộ này, bộ này em có size từ 26kg tới 32kg, 26kg tới 32kg mấy chị, 26kg tới 32kg. Em sell bộ này 79.000 luôn, em sell bộ này 79.000 luôn, em sell bộ này 79.000 nha. Có ha, có ha. Quần suông hả, quần ống suông hả, quần ống suông hay sao? Mẫu quần này dễ thương lắm nè, mới nhập về nè, mà cái màu này cũng dễ thương nữa, nói chung là màu này cũng sạch sẽ nữa. Đây quần dễ thương lắm, bụi lắm luôn. Cái này bà cho bé bạn thêm cái áo trắng, áo màu trắng nội, nói chung là màu này bằng áo trắng nói diện đẹp chứ. Cái quần này dạng không phải quần ống ôm, kiểu mà giống như kiểu bách ri hay sao á, như nhìn nó đẹp lắm. Con chị bạn mấy mẫu này em nghĩ bạn đẹp á, con và bạn mấy mẫu là đẹp á, con chị bạn mấy mẫu là đẹp nha, không đẹp trả lại cho em thiệt luôn, cái mẫu là đẹp lắm. Cái này em có xe đại á, em có xe từ số 9 cho tới số 14. Đúng rồi, cái này kiểu giống như kiểu như cái quần này là nếu người nào hay ấy là bạn ôm, nhưng mà bé chị em nghĩ bạn không ôm đâu, bạn bé chị bạn còn rộng rộng, dễ thương lắm, bạn kiểu này dễ thương lắm. Quần này thương hiệu á mấy chị, GH á là chuyên làm quần riêng á, GH này là chuyên làm quần riêng luôn á. Trăm ba mươi lăm ngàn cái quần nha, quần này 135.000 đẹp lắm. Cái này hả, bé chị ốm, bạn ốm quá, bạn quần ống rộng quá nó cũng không đẹp, nhưng mà em nghĩ là bạn cái quần này đẹp nè. Tại em đang cầm xe nhỏ thôi, em đang cầm xe nhỏ thôi, chứ em nghĩ bé chị chắc bạn quần này chắc đẹp á. Tại vì nó quần này không phải, nó cũng không có ôm lắm. Em thấy bé chị mà, em thấy bé chị nó hơi ốm á. 32kg lấy số 10, lấy số 13 nè. Bé chị nó hơi cao.
Nè, cái số 13 của bé chị nè. Số 13 của bé chị nè. Dễ thương đó. 135 ngàn cái quần dài, không ai bán 100 ngàn, 335 ngàn cái quần dài đó mấy chị. Quần jean mà quần jean sạp đây mà giờ mà còn 135 ngàn rồi mà giờ quần jean dài bằng 135 ngàn á. Chị thấy tin nổi không? Còn không thì em mà không thích cái mẫu này thì em lấy cái mẫu kia cho bà xem. Quần này em có size từ 26kg nha mấy chị. Còn muốn lấy quần ống rộng nè, ống rộng nè. Đây. Quần ống rộng nè. Thích quần ống rộng thì đây, quần ống rộng đây, quần đẹp lắm nha, vải rồi mềm mịn đẹp lắm. Vải này mềm mịn đẹp nè. Ống rộng. Dễ thương. Cái quần này thì 115 ngàn thôi. Cái quần này thì 115 ngàn thôi. Bán khách quen á. Bán khách quen 115 ngàn đó. Mẫu đầu tiên này comment mã số 1. Mã này comment mã số 2 cho em. Mã đầu tiên comment số 1 nha. Mã đó comment số 2 nha. Ghi này là ghi mới về không đó, để bán Tết đó. Đây, cái này là ông ấy nè. Thích mẫu này comment cho em mã số 3. Thích mã này comment cho em mã số 3 nha. Cái này thì ổng cũng hơi đứng đứng thôi chứ không có rộng lắm. Kiểu quần này ổng đứng thôi không có rộng lắm. Kiểu này á. Kiểu này 119 ngàn lấy. Không vừa. Trăm mã ba này là ông đứng này 119 ngàn thôi nè. Em bận là tới đây nè nó đó. Đó, em bận tới đây nè nó bé chịu này được cao được mét mấy rồi bé chịu bữa nay cao được mét mấy rồi. Mã 3 ha, ok chị, 119 ngàn, mẫu này đẹp lắm, mẫu đứng nè. Mẫu này quần đứng, quần ống đứng, dễ thương. 119 ngàn thôi. Cái này phân được phân to á. Phân to lắm. Cái mã đầu tiên cũng đẹp á, chị lấy cái mà bà lấy thêm một cái bộ cái quần mã đầu tiên cho bé bạn đi. Em bảo đảm chị đẹp, không đẹp chị bà để cho em. Ok, ok, ok em Nguyên nha. Cái mã đầu tiên đẹp mà không lấy cái mã đầu tiên cho bé bạn đi. Chị lấy hai cái đi, cái đó với mã đầu tiên đi, về cái nào không ưng thì trả lại cho em. Em thấy mã đẹp mà. Đây áo này 59 ngàn nè, áo này em đang sale 59 ngàn nè. Mà lấy thêm cái áo này nữa cho bé bạn với cái quần đó là ok rồi. Đây 59 ngàn nè. Đây cái áo này bạn với quần đó là ok đó nha chị An Nguyên. Có 59 ngàn thôi, không ai bán chị cái áo này 59 ngàn đâu, nói thiệt. Không ai bán bà cái áo này 59 ngàn. Bao hàng mà luôn á, không ai bán 59 ngàn đâu. Em bữa đó về em làm lộn giá đó. Mà sẵn em bán mỏng gài rồi, giờ làm lợi giá lợi thì nó kỳ. À mét ban bé mình mét ban 4 là mang cái đó vừa. Mét ban 4 mang cái quần đó vừa. Mang cái quần nó vừa, mét 34 mang quần vừa nè. Quốc áo này nữa đi. Quốc áo luôn đi. 59 ngàn thôi. Xây đại mà có 59 ngàn, thường thường em bán xây đại 69 ngàn nha. Thường thường bán xây đại 69 ngàn nha.
Bữa nay là bán 59 ngàn đó. Mẫu khác hả? Ok. Ok, mẫu khác thì ok. Áo trắng không? Áo trắng không? Rồi cái này chắc hôm to, cái này bự lắm, cái này khoảng chừng 35 kg lận. Muốn bằng gồng gọng không? Bằng gồng là lấy cái này nè, cái này tới 35 kg lận. Cái này 35 kg lận. Cái này thì nó hơi to. Cái này 69 ngàn. Cái này thì hơi to. Thích bằng gồng gọng mình lấy cái này 89 ngàn. Sinh lý. Em kiếm cái áo khác cho bà. Áo này 69 ngàn nè, như giờ bán bà 59 ngàn luôn nè. Giờ bán bà 59 ngàn luôn nè. À, lấy dừa hả? Lấy dừa thôi, lấy dừa à. Đây. Áo này em lấy size 12 nè. Size đó size số 10. Mà quần nó to lắm, size số 10 quần to lắm. Cái quần nó phập to. Size số 10 là ok nha. Size số 10. Đây, cái áo nè, 69.000 bán chị 59.000 thôi. Áo này 59 ngàn thôi. Áo này em có size từ 20 24 kg. 24 kg cho tới 32 30 35 kg. 24 tới 35. 59 ngàn thôi. 59 ngàn thôi. Lấy size số 9 đi mày. Lấy quần size số 9 thôi hả? Nhỏ không? Lấy quần size số 9 nhỏ không bà? Size 9 sợ nhỏ không? Ý là lấy quần size chín hay lấy áo size chín vậy? Lấy quần size số 9 luôn hả? Lấy quần size 9 thôi hả? Sao bạn không gì sao bạn động hả? Đây size số 9 nè. Lấy số 9 nè. Muốn lấy số 9 thì lấy số 9 nha. Tại em sợ mấy chị ơi ừ hao quá nên em cũng trừ hao cho mấy chị. Rồi lấy số 9 cho bà rồi đó. Số 9 này hả? Số 9 này tầm khoảng là bé nào mà ốm là khoảng 30 kg. Bé nào ốm là khoảng 30 kg. Còn bé nào tròn tròn khoảng chừng 20 mấy ký, hai mấy ký. Như em nghĩ bà lấy số 10 đi. Bé chị 23, 32 kg lấy số 10 đi. Số 9 em sợ nó không vừa. Lấy số 10 đi. Nghe, nghe tôi nghe đây, nghe tôi lấy số 10 đi. Lấy số 10 đi chị. Không có rộng lắm đâu lo. Không có rộng lắm đâu. Số 10 đi không có rộng lắm đâu. Lấy số 10 đi. Lấy thêm cái áo này số 11 nha. Lấy cái áo này xài bà. Lấy số 10 đi. Em lấy cái quần số 10 cho bà đó. Số 10 vừa. Đây áo em xả 59 ngàn nè. Áo em xả 59 ngàn. Đẹp nhất cái đất luôn, phải đẹp lắm. 59 ngàn thôi, lấy cho bà cái áo nha. Áo này về bận dưới quần đó rồi thôi, hết bài rồi đây. Dễ thương lắm. Ok, em lấy cho chị áo số 11 ha. Lấy cho chị áo số 11 ha. Về bạn chung với cái đó là ok nha. Áo này là số 12 nè.
11 với 12 á, thích bạn áo rộng rãi thì thích bạn áo vừa. Vừa thì lấy 11, còn muốn rộng rãi bạn số 12. Để em chia sẻ cho chị. Để em chia sẻ cho chị Ngọc nha. Vậy lấy 11, vậy em lấy 11 cho. Muốn bằng rộng rãi lấy 12, còn muốn vừa thì bằng 11. Dạ, em tính chia sẻ cho chị á. Tính chia sẻ cho chị á. Bằng rộng rãi lấy 12, còn không mà lấy 11. 11 thì vừa đó. Vậy em lấy cho 11 cho chị nha. Áo này bán 65 ngàn à, mà em thả 59 ngàn á. Ok. Ok chị. Tùy theo mấy chị nữa, nhiều khi mấy chị thích bạn rộng rãi, mấy chị thích bạn vừa, em cũng không biết cái đó à. Nhiều khi em phải hỏi mấy chị, nhiều khi mấy chị thích bạn rộng rãi sao. Đây 59 ngàn một cái mấy chị. Em còn size tới 13 nha, 9 tới 13. Em còn size 9 tới 13 nha mấy chị. 59 ngàn thôi, mua về bạn chung với quần áo, mua quần jean rồi đó mấy chị. Bạn Tết rồi đó, nó có cái làm đòn này dễ thương lắm. Áo này form lớp tốt. Áo này là form lớp tốt nha, dễ thương lắm. 59 ngàn thôi mấy chị. Giờ này mấy chị mua còn rẻ. Và bữa đó Tết đó, nhập hàng Tết mà cận Tết quá là hàng nó mắc lắm. Hàng nó mắc rồi là sao em bán không bao giờ bán rẻ được. Tại vì nhập nó mắc rồi sao bán rẻ được. Bây giờ hàng còn rẻ mấy chị, hàng nó cũng đẹp nữa. Đằng Tết là hàng nó mua đẹp đâu. Nó không đẹp mà nó mắc nữa. Giờ mấy chị mua từ đợt rồi mấy chị. 59 ngàn mấy chị yêu. 3 ly trà sữa. Thấy ly trà sữa là thấy 3 ly là thèm trà sữa liền luôn á. Thấy là thèm trà sữa liền luôn. Thấy là thèm trà sữa liền luôn. Quần jean hả? Hiện tại giờ em mới về được mấy mẫu đó thôi. Em mới về mấy mẫu đó thôi. Em mới về được có 3 mấy mẫu đó hà. Cái quần này đẹp lắm nè, quần đầu tiên á, quần đầu tiên em lên cho chị là bé chị em bảo đảm mặc đẹp, không phải dạng ôm. Không phải dạng ôm. Nó kiểu nó không có ôm đâu, nó không có ôm, nó không có ôm lắm. Nói chung là nó không có ôm lắm. Bạn đẹp á. Cái mẫu đẹp á, mẫu bụi á, màu đen mà bụi, mẫu này bụi á, không. Lấy đây 135.000, mẫu này 135.000 đẹp lắm. Ôm là mẫu này nè, cái mẫu này mới ôm nè. Em đưa quần ra là chị biết ôm không ôm liền à. Đây, cái mẫu ôm là mẫu này nè. Nè, cái mẫu này mới là cái mẫu ôm nè. Cái quần nó ống nó nhỏ xíu nè, chị thấy không? Cái ống nó nhỏ xíu nè, thấy không? Cái ống hồi nãy nó đỡ hơn ống này á. Ống này mới ôm nè. Ống này, cái quần này em bán 109 ngàn nè. Quần này em bán 109 ngàn. Quần này em bán 109 ngàn. Em còn size một size 30 kg, một size 30 kg, size 35 kg. Nó săn lai kiểu đẹp lắm, nó làm lai kiểu đẹp lắm. Quần này mấy quần ôm nè, quần này quần ôm nha. Một cái 109 ngàn, một cái size 30 kg với một cái size 35 kg, 109 ngàn. Cái 30 kg với cái 35 kg, cái 32 kg chứ, cái 32 kg với cái 35 kg. 30 32 kg với một cái 35 kg, 109 ngàn. Quần ống rộng em về, em mới về được có mấy mẫu à. Em mới về có mấy mẫu. Hồi nãy một cái quần ống đứng với cái quần ống rộng nè, ống rộng nãy đưa cho chị xem á, chị không chịu á nè. Cái quần này cũng đẹp à, lấy đại quần này cho bé bạn đi. Cái màu này giờ bụi à. Cái màu này giờ bụi á chị. Cái màu này á, màu này bụi á. Em lấy còn hình như còn mẫu này nè, em lấy cho. Quần này em có size đại mấy chị. Quần này đẹp á, quần này nè, quần này em có size từ số 9 á. Số 9 là từ 26 kg tới số 13 này, từ 30 35 37 kg á. Mấy chị nào có bé ở đó thì
ủng hộ bé nha, ủng hộ bé bự nha. Cái này số 9 mà nó nhỏ xíu à, quần kiểu quần. Ý. Quần này giống như quần qua gối á. Quần này giống như quần qua gối rồi. Số 9 nè. Cái quần này nó bị gì vậy? Em coi coi. Sao nó bị gì kỳ vậy? Bị lỗi hay gì rồi? Ê, quần nó bị lỗi mấy chị ơi. Đây cái quần số 8 của người ta nè. Cái quần số 8 nè, quần số 9 nó bị lỗi rồi. Quần số 9 nó bị lỗi rồi. Số 9 nó đã cắt thành quần ngố rồi. Cái quần này nè, quần số 9 này bé chị mang được nè. Quần số 9 này bé chị mang được mà quần này nó qua gối nè. Quần này thì giống như kiểu quần ngố á, quần ngố và quần ngố qua gối á, quần ngố qua gối á. Cái mẫu này xây đại hết rồi, vậy là nó còn chỉ còn có mấy mẫu đó chị ơi, nó còn có mấy mẫu đó, nó còn có mấy mẫu đã ma, có mấy mẫu đã mấy mẫu đại thôi, còn giờ còn phải xe nhí thôi, giờ còn xe nhí thôi. Còn giờ còn xe nhí thôi mà mấy chị, giờ còn xe nhí thôi. Còn không lấy xét thì có lấy xét thì có, lấy xét đi, lấy xét đi. Đây cái set này nè, đẹp nè. Cái set này chị lấy cho bé ra coi size 10 à. Set này có 129.000 mà vừa áo vừa quần luôn nè. Đây. 129.000 mà vừa áo vừa quần luôn nè. Đây. Dễ thương không? 129.000 mà vừa áo vừa quần nè. Dễ thương lắm. Giờ áo vừa quần luôn 129.000. Kiểu làm cái quần kiểu giống như kiểu con cá, nàng tiên cá vậy. Làm hẹo tới hẹo lui giống như nàng tiên cá vậy. 129.000. Mẫu này em có size nhí đại á. Mẫu này làm quần giống như nàng tiên cá thiệt luôn. 129.000. Chị Ngọc ơi, chị Ngọc đâu rồi? Chị Ngọc còn không? Chị Ngọc còn coi em like không? Chắc mạng bên chị Ngọc bị yếu hay sao? Mới đi ra nữa hay gì rồi? Cái set đó có 32kg đó chị, 129.000 cái set em mới đưa chị đó. Cái quần đó với cái áo đó có 32kg đó nha, có tới 42kg luôn á. Cái set em còn tới 42kg luôn á, set cái quần, cái mặc áo
cái áo màu xanh ngọc á, cái áo màu xanh ngọc với cái quần mà giống như là đuôi cá á, là em có tới 42 kg luôn á. Chị thích cái mẫu nào chị lấy cho em nha, thích cái mẫu đó thì comment cho em, ok em lấy cho. Ok thì em lấy cho nha. Mấy chị nào thì đang xem em like, mấy chị yêu ơi. Ba ký ghim bé trai hả? Mười ba ký ghim bé trai. Đây 13 kg ghim bé trai em có nè. Cái bộ này to, to. Đây set này em xả có đây nè, 13 kg nè, set này em xả có 115.000 nè. Cái này hả? Cái này không, cái này 13 kg chắc mang không vừa quá. Số 3 này chắc 13 kg mang không vừa. Ba này là tầm này tầm 10 kg thôi. Cái form này nó hơi nhỏ. Mười ba ký cái này cũng được nè, cái này số 6 nhưng mà form nó hơi nhỏ nè. Con trai nó phái mang rộng rãi lắm, con trai nó phái mặc rộng rãi lắm nè. 115.000 nè. Xếp đỏ hồi nãy 149.000, xếp đỏ hồi nãy 149.000, xếp vàng này là 115.000 nè. Xếp vàng này là em đang xả 115.000 nè. Xếp vàng này đẹp lắm nha. Xếp vàng này em còn có mấy xếp nè, em còn có 2-3 xếp nè. Xếp vàng này em còn có 2-3 xếp luôn á, nên bán 115.000 đó. Xếp đỏ hồi nãy 149.000. Đây còn cái này nè, để em lên này nó luôn cho xem. Đây cái này xếp này 159.000 nè. Bữa nay em xả luôn 149.000 đi. Bữa nay em xả 149.000 luôn nè. Này 159.000 đó, em xả này sẽ xả 149.000 luôn á. 150 bữa hổm này chứ 170 mấy ngàn rồi đó. Xả cái giờ còn có 140 mấy ngàn nè. 149.000 nè, áo xịn sò lắm. Cái xếp vàng này em lấy cho chị số 6 nha. Em lấy cho chị số 6 nha. Cho nó rộng rãi nha, thường thường chắc thường thường á 13 kg á là số 4, số 5 là vừa, nhưng mà ở form mình thấy nó hơi nhỏ nhỏ nên em lấy số 6 luôn nha. Chứ để tới Tết nữa, lấy số 6 luôn đi nha. Lấy cho nó rộng rãi tí xíu nha chị An Nguyên. Tại bé trai thường thường á nó bằng rộng rãi lắm, không ai bằng mà nhín đâu, em lấy cho số 6 luôn á. Rộng rãi luôn. Con trai nó bận rộng rãi hơn gái. Gái còn bận chịu hơi ôm ôm chứ con trai nó bận rộng rãi lắm. Lấy thêm set xanh luôn đi, set xanh 149.000 thôi nè. Mà xịn lắm. Xả chiên 139.000 luôn, lấy đi 139.000 thôi.
lấy 139.000 luôn á. Lấy em lấy luôn 139 nha. Ok, nãy em có lên mấy bộ 10kg đó. Mấy bộ 10kg thả mấy bộ 10kg vậy đẹp quá trời luôn đó. Để em lên cho em lên lại mấy bộ nãy em xả 10 bộ mấy bộ 10kg, mấy bộ 10kg quá trời cái rẻ này nè. Lấy sách xanh luôn ha, sách xanh là em lấy chị 139.000 luôn á. Là em lấy dừa thôi nha, em lấy dừa với bé thôi hay sao? Em coi coi 13kg em lấy coi xây thế này. Ờ, sách xanh này em lấy cho xây xây dừa luôn đi, là cái màu vàng hồi nãy thì hơi rộng rãi tí xíu. Xanh này vẫy đẹp lắm á, mà tại em sale quá. Sách xanh này em lấy cho chị size số 4 nha. Màu vàng hồi nãy tại cái form nó hơi to cho nên em lấy size số form hơi nhỏ nên em lấy số 6 để dành luôn đi. Nguyên 139 thôi là cái bộ này sale rồi đó. Bộ này sale số 2-30 giá rồi đó. Mấy bộ 10kg sale quá trời đây nè. Đây bộ đỏ này 10kg sale 59.000 nè. 49.000 luôn nè. 10kg nè. 10kg sale 49.000 nè bà. Hốt đi. Mấy bộ đồ này là sale mà lỗ tới xương luôn á. Còn có sale 8kg và sale 10kg nè. Xe 8kg xe 10kg nè, xe 49.000 luôn á. Bộ này xe 49.000 luôn á. Ok thì kìa, ok thì đỏ. Ok thì cỏ đỏ. Bộ đó nè, 459 chứ 49 người ta. Ok. Thôi lỡ nó 59 rồi bán mà 59 luôn á. À mua cho bé 10kg quần jean để cho mặc tết hả? Ok ok. Cho bé gái 10kg không? Quần đùi hay là quần dài? Muốn mặc đùi hay muốn mặc dài? Quần dài. Đây 10kg vừa quần vừa áo luôn. 10kg vừa quần vừa áo luôn nè. 10kg này vừa quần vừa áo luôn, 158.000. Bà mua nguyên set thì lấy bà 130. Quần đùi hả? Cái này quần dài. Để lên quần đùi cho. Đây lấy trừ hao cho bà tới tết luôn á, tới tết là bạn được rồi đó. Bé 10kg nó tròn không hay là gầy gầy? Tròn không? Tròn hay là bé gầy? Bé hơi hơi ốm, nó ốm nó cao hay là nó tròn? Đây bán cho chị xếp này nè,
99.000 set luôn nè, vừa quần jean đùi mà vừa áo luôn nè, vừa áo vừa quần 99.000 nè, không ai bán 99.000 vừa áo vừa quần đâu. Túi quần có hai cái túi nè, dễ thương lắm. Set này 99.000 luôn nè. Đây. Tròn lùng hả? Tròn lùng đi lấy số 3 nè. Tròn lùng lấy số 3 là vô địch rồi. Tròn lùng lấy số 3 là ok nha. Tưởng đâu hơi cao cao lấy số 2, còn tròn lùng lấy số 3. Cái này hả? Co giãn chứ. Co giãn nè, quần jean co giãn. Quần jean co giãn nha, co giãn. Set có 99.000 bà không có đi đâu mua được nguyên cái set này 99.000 đâu thiệt luôn á. Nó có màu hồng với màu da. Nó có hai màu hồng với màu da, thích màu nào comment màu đó, còn không thích lấy hai màu luôn. Có 99.000 set mà vừa quần vừa áo luôn. Mà mua cho không ai nghĩ là mua 99.000 đâu, ngứa vào luôn á. Khách hàng thân thiết mà đâu có làm bậy làm bạ được đâu. 99.000. Có màu da nữa. Để lấy cái màu da cho xem. Y vậy luôn á, cái áo y vậy mà nó màu da. Cái áo nó y vậy mà áo màu da nè, cái áo màu da thôi. Màu da với màu hồng. Áo y vậy luôn, màu quần cũng co giãn y vậy luôn, mà màu da với màu hồng, thích màu nào lấy màu đó. Thích màu nào lấy màu đó. Thích màu da lấy màu da, thích màu hồng lấy màu hồng. 99.000 set vừa áo vừa quần. Trời ơi nó rẻ tuột cái quần. Nó rẻ như rẻ sình, rẻ như cái linh, cái linh mà cái linh mà vô mùa vậy đó. Nó rẻ. Ok, lấy màu da ha, ok. Lấy hai màu luôn đi, cho nó hai màu luôn đi. Lấy hai bộ, hai màu, hai bộ thì tôi giảm bớt cho mỗi bộ 5.000 nữa. Hai bộ này 100.000, một bộ thì 100.000. Một bộ thì 99.000, còn hai bộ thì 190. Trời ơi mua hai bộ có 190 mà đi ra ngoài mua được cái quần jean với bộ ở ngoài thôi thiệt luôn á. Nhớ mà gặp em mà và mỗi lần mà mua đồ của em mà bỏ con heo bỏ con heo bộ 5.000, bộ 5.000 10.000 nha. Tới Tết cái mà lấy cái tiền đó ra là mà mua được đồ Tết cho mấy đứa bé rồi đó. Lấy màu da nha. Cái này em có xây từ số 2, số 1 có mấy chị xây từ 8kg á. Xây từ 8kg á. 8kg cho tới 25kg, 24-25kg. Tới 24-25kg mà có 99.000 xét thôi nè, màu da nè nha, lấy chị màu da nè. 99.000 thôi. Ok. Ok ok nha, đợi cái ok, đợi cái này không gian này dài dữ luôn á. Đợi cái. Lớn của chị hả? Bé lớn của chị mấy bữa em phối nguyên bộ em bán rẻ quá trời luôn á. Bé lớn của chị giờ còn đồ ngố được không? Còn quần ngố được không? Bé chị bữa em phối đồ phối lên bán rẻ quá trời, có 119.000 một ấy à. Có 119.000 bộ nè. Bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Đây mấy bộ này có 30 size 11 nè.
cái quần size 12 luôn nè, cái áo size 11 nè, tầm 32 kg nè, mang nè, trời ơi, này bạn Tết này còn gì nói, nó nhức nách luôn, thiệt luôn á. Đây size 10, cái này là 32-33 kg nè, 32-33 kg bán con 119 ngàn à mấy chị, bán lý này size đại bán 129 ngàn đằng á. Lấy ngố hả? Lấy gì chị? Lấy ngố hay là lấy bộ này? Cái bộ này xe 33, xe là bạn thoải mái nè, có 119 ngàn nè, trời ơi, quá trời nó ngợi, quá trời nó rẻ luôn á. Quần xanh mà áo trắng là Tết rồi. Còn không mà lấy ngố. Đây quần ngố. Ngố, quần ngố nè. Quần ngố. Lấy áo trắng này cũng bận vô cũng được luôn. Có gì đâu. Đẹp mà. Nó áo trắng này trời ơi đẹp thiệt luôn á. Quần ngố, nó. Cái quần ngố 99, cái áo 69 là 170. Chị mua nguyên set này thì em lấy 159. Lấy set này thì 159, còn mà lấy áo rời thì cái áo rời thì 69. Cái quần 99. Đó ngố đó, quần đó em có mẫu ngố nè, quần mà lấy quần trước đi, áo lấy sau. Đây có mẫu quần một mẫu nè, còn mẫu nữa. Có 3 mẫu ngố lận á, hôm qua còn mẫu nó không biết dụng đâu rồi. Hôm qua có mẫu ngố mặt cười á. Em còn ngố, em còn 2 mẫu đó. Ngố em còn 2 mẫu á. Mẫu đó với mẫu này nè, đó. Ngố em còn 2 mẫu nè, đây một mẫu này. Mẫu mà hình mặt cười nè. Một mẫu, với mẫu này là 2 mẫu, rồi. 2 mẫu đây. Rồi lấy mẫu nào ok cho em mẫu đó, mẫu này hình mặt cười ghi. Mẫu này ghi cho em số 1, mẫu này ghi cho em số 2, hình mặt cười ghi số 2. Nó có 2 mẫu đó, chị lấy mẫu nào lấy, còn muốn lấy áo thì lên áo tiếp. Có 2 mẫu đó. Thích mẫu nào comment cho em nha. Mẫu kia, mẫu đầu tiên này mẫu số 1, còn mẫu mặt có hình mặt cười màu vàng là mẫu số 2. Thích mẫu nào lấy cho em, comment cho em. Quần này thì một quần này thì 99 quần, 99 ca quần. À lấy 2 mẫu ghim ngố này ha. Lấy mẫu ha, lấy 2 cái mẫu ghim ngố này ha. Rồi áo lấy áo gì? Áo trắng không? Mua quần với áo thì em giảm mỗi cái 10 ngàn cho chị, còn quần không thì 99 ngàn. Thí dụ như quần đây 99 ngàn là 100 ngàn, với cái áo này 69 ngàn. Áo này 69 ngàn là 170, chị lấy nguyên set thì em lấy chị 159 ngàn đó. Lấy cái áo này luôn hả gì? Lấy cái áo trắng luôn hả gì? Lấy áo trắng để em lấy cái xe nhỏ cho chị. Chiếc xe này bự to lắm. Có áo trắng này không? Áo này bận với quần này cũng đẹp á. Đẹp, không có xấu đâu lo. Nè áo số 10. Áo
áo số 10 nè. Đó là áo số 11 nè. Lấy áo số 11 cho bé bà đó. Cái quần với cái áo là 160. Gỗ quần này lấy áo nào bây giờ ta? Quần này không biết lấy áo nào cho bà luôn á. Áo vàng có thích áo sắc nách không? Có thích bằng áo sắc nách không? Có thích bằng áo sắc nách không? Bé chị ốm, bé chị ốm mà bằng cái áo vàng này đẹp nè, cái áo vàng phọc dài dài nhìn đẹp. Áo bé chị hơi ốm bằng cái áo, mấy áo vàng vàng, mấy cái áo phọc dài dài nhìn đẹp lắm á. Bé chị á, lấy thêm cái áo này đi ha. Áo này có 55.000 thôi, coi như mua thêm cái áo này 45.000. Cái áo này 45.000, những cái quần này 99.000 là 145.000, 145.000 thôi. Cái áo này nó có cột hai bên eo lên vậy nè. Nó giống như cái áo này em bán cho chị có 45.000 ok, 955, đúng rồi, em bán cái áo này cho bà có 45.000 á. Bé bà cao cao bận mấy này đẹp nè, thiệt tết nó bận mấy màu vàng này thôi nhức nách rồi, tiền vô như nước luôn, màu vàng mà. Đây cái áo này coi như em bán chị có 45.000 chứ nhiêu, lấy thêm xe anh cái áo luôn đi ha. Lấy cái áo vàng đi, áo vàng này có tay nè. Hồi nãy màu màu trắng có rồi, hồi nãy màu hồng có rồi, giờ mình lấy thêm cái màu vàng nữa đi. Là ok, ok con dê. Lấy cái màu vàng đi đẹp á, thiệt. Áo này em bán 65.000 nữa. Áo khác ha, ok, ok, có áo khác. Không thích áo vàng thì lấy áo khác cho. Thiếu gì áo đây nè. Nhà gì cũng có chứ áo thiếu gì. Lấy áo cho. Xanh hả? Lấy xanh là lấy gì ta? Lấy xanh. Nè áo này, áo này bà, áo này cũng đẹp nè. Áo này kiểu laptop á. Đây. Áo này kiểu laptop ba mấy cái mang vừa nè. Cái này đẹp á, cái này của Quảng Châu 69.000. Coi như ví dụ như chị mua chung với cái quần thì em lấy cái áo này 59.000. Không có ai bán cái áo Quảng Châu chị 59.000 đâu, em nói thiệt. Không có ai bán 59.000 đâu. Cái áo này là size 30-32kg nè. Size 30-32kg nè. Em lấy 59.000 nè. Còn chị nào mua, chị nào mua cái áo này không, em lấy 69.000 nha. Áo này của Quảng Châu nha mấy chị. Áo này của Quảng Châu nha, 69.000. Áo này đẹp lắm á. Áo Quảng Châu á. Còn cái, còn có một cái size 30kg thôi đó. Còn cái, còn cái duy nhất luôn á, chị mua chung với quần em mới bán vậy á, chứ em bán cái áo Quảng Châu đâu có lời đâu. Một kỳ đầu em bán tới 89.000 đó, mà em xả còn 69.000 xả lỗ rồi đó. Không, không nhỏ đâu, không có nhỏ đâu nè. Nó trễ, nó trễ vai, nó trễ vai nha, rộng quá là nó bị tuột nha. Nè ở dưới nè, không có, không có nhỏ đâu, tại form laptop mà nhìn vậy á, nó muốn ngang ngửa với người em được luôn mà. Đây nè, nó muốn ngang ngửa với người em được luôn mà, sao sao mà nhỏ được, không nhỏ đâu. Bao cho. Cái này 30-32kg á, bao cho. Bao à luôn á. Cái này mà bự quá nó bị chẹt quai á, nó chẹt quai là nó tuột bằng cái tuột á. Cái này bé bé mà 32kg tròn thì sao bằng không vừa thôi, chứ em bảo đảm bé chị hơi gầy gầy là mang vừa đó.
còn không áo này, áo này mua chung với quần đó, lấy cái áo mà áo này 59 vậy hà, mà áo này 55 thì 59 chứ giờ còn 49, bán là 49, lấy áo này thì 49 thôi, là set này 150, set lấy set này thì 150, màu đỏ này được không? Còn không lấy màu sữa, nó có màu đỏ màu sữa nè, tết thì màu đỏ màu hoàng là ok rồi. Kiểu màu đỏ này nó có màu sữa nè, màu hồng sen nè, màu đỏ nè. Coi như bán cái áo này có 45.000 á, 45, 49 gì đó. Thôi coi như bán 45.000 đi, 55.000 mà mua set 45 đi nè. Cái áo này bé là bạn đẹp nè, áo này bạn với quần ngố đẹp nè. Coi như áo này bán 45.000 đó bà, hốt thêm cái áo nữa đi là ok rồi. Áo màu sen này đẹp lắm á, nó làm kiểu nó đẹp á. Ok ok, cho coi hết luôn, cho coi hết luôn rồi, rồi quyết định lấy áo nào ha. Mấy áo này là cho đồng giá hết luôn á, đồng giá hết 55.000 đó. Lấy thì còn coi như bán có 45.000 cái áo đó. Xây 33kg nè mấy chị. Nói chung là này xây 33-35kg đổ xuống á, 35 thì ốm. Còn bé nào hơi tròn tròn thì 33-32kg thôi. Đây nó nút, nó có này nó có nút, thích cái nào thì kêu dừng lại cái đó nghe, không thích thì comment cái màu nha. Đây màu cam, màu cam thì phối này dễ thương nè mấy chị, màu cam phối này dễ thương nè. Cái mẫu này quải mịn lắm, quải em bao đã luôn, em bao phê luôn á. Y chang màu cam mẫu màu đỏ nè. Cái màu cam này nè, nó có màu màu mía nè, màu đỏ, thích màu nào lấy màu đó. Rồi hết rồi đó, thích màu nào. Áo cam này ha, ok. Coi như cái áo này 45.000 thôi, với cái quần này nữa là 145.000. Chung áo thì em giảm vậy á. Bán lý 149 đó, nói hồi lẹo lưỡi thành 145 luôn. Bán lý 149 nói lẹo lưỡi hồi 45 luôn. Bởi vì bán vậy mau giàu lắm mấy chị. Áo xanh chuối hả? Nè. Áo xanh. Nè áo xanh chuối nè. 55.000. 69.000 mà em xả còn 59.000 nè. Mà giờ em còn bán, em còn lẹ nói lẹo lưỡi còn có 55.000 nữa là thuộc cái quần luôn rồi. Nè. Màu mía nè. Màu này không phải màu mía, màu bơ. Màu bơ, màu xanh bơ á. Màu xanh bơ 55.000. Màu xanh bơ 55.000. Mấy này thì đơn giản là bằng với quần ngố thì ok. Còn mấy cái quần ống rộng thì nên bằng mấy quần rộng thì bằng áo kiểu. Cái này bằng với quần ngố rồi hết bài rồi, đẹp. Nó mới mở rồi đó. Mới mở bà coi đó bà. Mới mở cái đọc luôn. Nè, màu bơ. Cái này là size L bé mà bạn hơi rộng chút xíu nha. Cái này là bé mà bạn hơi rộng nha. Cái này bé 35kg bạn á. Cái này thì bé chị bạn hơi rộng chút. Cái màu bơ này là bé chị bạn hơi rộng tí xíu nha. Tại nó size L, nó size L là cho bé tầm 35-37kg á. Chịu không? Cái màu bơ này là bạn nó hơi rộng tí xíu á, chịu không? Chịu thì thay cho nha. Chịu bạn rộng tí xíu không? Chịu bạn rộng tí xíu thì em thay luôn cho. Rồi, thay luôn rồi đó. Rồi, 145.000 luôn, là cái này là giảm một bộ tới 15.000 lần đó. Nữa không có giảm nữa được nha, giảm nữa chết luôn à. Làm sao? Không làm sao? Không chịu phải không? Không chịu màu bơ. Chán bà thiệt chứ. Cái màu trắng này nó đẹp rồi bà. Nó đẹp nhất cái nách rồi.
cái màu màu bơ đó thì nó hơi ấy. Hay là màu hồng, hay là muốn màu hồng, màu hồng bông, màu hồng chữ này, hay là màu hồng cái bông nhúng ngay eo. Màu sữa rồi, thích màu nào comment lên. Hồng bông, hồng bông cúc, hồng chữ, sữa, thích cái nào comment lên. Hay là đang để màu trắng y nguyên, suy nghĩ kỹ chưa? Thấy không? Bà nhiều chuyện nha, bà nhiều chuyện với tôi nha. Rồi nè, bỏ nó vô rồi đó. Ok nha. Bỏ vô rồi đó nha. Ok nha. Rồi em tắt like nha. Em tắt like nha. Ngày mai mình gặp lại nhau tiếp nha. Đau họng quá rồi. Gào thét quá, gào thét rồi. Cảm ơn mấy chị nhiều nha. Thanh Kiều mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị nhiều. Chúc mấy chị ngủ ngon, chúc mấy chị yêu của em ngủ ngon. Bye bye. Chúc ngủ ngon nha.